Thưa quý vị và các bạn, chỉ riêng năm 2013 đã có hơn 1.000 cá thể tê giác bị giết. Chỉ riêng ở vườn quốc gia Krunger, vườn quốc gia lớn thứ nhất Nam Phi và lớn thứ hai Châu Phi, số lượng tê giác bị giết đã lên tới con số 600 cá thể. Đây là con số được Bộ Môi trường Nam Phi thông báo tại chuyến làm việc của Đoàn Việt Nam tới Nam Phi tham gia chương trình bảo vệ tê giác do Quỹ Bảo tồn tê giác và Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên đồng tổ chức mới đây. Điều đáng nói, những con số báo động về nạn săn bắn và giết hại tê giác này lại nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sừng tê giác tại một số quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Bài viết của Quang Huy So với năm 2007, chỉ với 13 cá thể bị giết, thì với mức tăng kỷ lục gần 8.000% như hiện nay, thế giới có thể sẽ mất hoàn toàn loài tê giác vào năm 2026. Một kịch bản tương tự với loài tê giác một sừng đã bị tuyệt chủng tại Việt Nam vào năm 2010. Có những người lùng mua sừng tê giác như một món quà độc lạ và sang để biếu sếp nhằm mở rộng con đường thăng quan tiến chức cho bản thân. Cũng lại có người tin rằng sừng tê giác có giá trị chữa bệnh, thậm chí cả những căn bệnh nan y như ung thư. Theo nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, thành viên của đoàn sang Nam Phi, nếu thực sự sừng tê giác có thể chữa bệnh cứu người theo cách cải tử hoàn sinh như dân ta đồn thổi, thì việc giết hại một vài con tê giác lấy sừng để cứu người là chuyện đáng làm. Nhưng thực tế không phải như vậy. Cái nỗi đau nó quá lớn bởi vì chúng tôi trực tiếp đi trực thăng, trực tiếp thấy tê giác nằm ở đó, người bị lấy mất sừng, thế cái sừng để đem về làm gì? Nó phục vụ cho một cái mục đích mà không cao đẹp gì cả. Giả, dạ, giả dạ dụ như là sừng tê giác có thể chữa được ung thư thì cũng đôi khi cũng nên giết vài con tê giác để cứu con người. Nhưng thật ra Uh, giết tê giác vì những lý do mù quáng thì nó còn đau hơn rất là nhiều. Uh, tôi đã đọc rất nhiều tài liệu cũng như trao đổi với rất nhiều người ở Nam Phi và nhiều nước thì họ đều nói rằng nếu mà làm được điều đó thì sau thế giới người ta không làm. Sau bao nhiêu người sắp chết vì ung thư không được cứu và uh, người tiêu dùng sừng tê giác ở Việt Nam đã đang bị đầu độc như thế nào. Bởi vì Nam Phi người ta có một cái chiến lược và thực tế người ta đã thực thi là tiêm thuốc độc vào sừng tê giác để chống săn trộn. Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Science Daily năm 2006, các nhà khoa học của trường đại học Ohio Mỹ khẳng định sừng tê giác được phát triển từ một chùm lông và được cấu tạo hoàn toàn từ chất keratin, chất sừng giống như tóc và móng tay của con người chúng ta. Còn giáo sư Nguyễn Lân Dũng, chủ tịch hội các ngành sinh học Việt Nam đã khẳng định hiện nay chưa có nghiên cứu nào cho rằng sừng tê giác có giá trị y học. Và thực tế cho thấy nhiều trường hợp dùng sừng tê giác chữa ung thư nhưng vẫn tử vong. Chính sự thiếu hiểu biết của một số người dân về sừng tê giác dẫn đến tình trạng buôn lậu và sử dụng sừng tê giác tại Việt Nam đang ngày một gia tăng. Trong vài năm gần đây, có đến hơn chục người Việt Nam bị bắt ở châu Phi vì săn bắt và buôn bán sừng tê giác bất hợp pháp. Các cơ quan chức năng hải quan ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng bắt giữ được nhiều vụ buôn lậu sừng tê giác vào Việt Nam. Trước tình hình nguy cấp này, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam vừa ban hành quyết định 11/2013/QĐ-TTg cấm nhập khẩu mua bán mẫu vật một số loại động vật hoang dã thuộc các phụ lục của công ước về buôn bán quốc tế các loài động thực vật hoang dã nguy cấp trong đó có sừng tê giác theo đó mọi hành vi buôn bán vận chuyển tàng trữ tiêu thụ sừng tê giác bị xử lý nghiêm minh ông võ đại hải phó tổng cục trưởng tổng cục lâm nghiệp bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết việt nam luôn coi trọng công tác phối hợp với các nước thành viên để kiểm soát chặt chẽ và đấu tranh với các cái hoạt động buôn bán trái phép và mới đây Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Tài nguyên nước và Môi trường Nam Phi đã ký kết kế hoạch hành động, trong đó có 26 hành động cụ thể để thực hiện các lĩnh vực hợp tác ưu tiên giữa hai nước bao gồm quản lý bảo tồn đa dạng sinh học, thực thi các quy định của CITES, trong đó tập trung vào việc đấu tranh với tình trạng săn bắn, buôn bán trái phép các cái mẫu vật tê giác Thưa quý vị và các bạn, việc tiêu thụ sừng tê giác tại Việt Nam là tiếp tay trực tiếp cho nạn thảm sát tê giác hiện nay trên thế giới. Việc tiêu thụ sừng tê giác là thể hiện sự thiếu hiểu biết chứ không phải là cách để thể hiện đẳng cấp. Việc tiêu thụ sừng tê giác của một bộ phận nhỏ người Việt đã khiến hình ảnh của cả đất nước Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế bị ảnh hưởng không nhỏ. Đừng làm xấu đi hình ảnh đất nước Việt Nam thân thiện và hữu nghị trong mắt bạn bè quốc tế. Sừng tê giác không phải là thần dược cũng không thể hiện đẳng cấp hãy cùng nói không với sừng tê giác